Anh về rồi à? Anh ăn gì không em nấu? Ăn cái gì? Ở ngoài kia cả thế giới biết chuyện tôi bị đuổi việc rồi đấy. Cô yêu chồng, cô thương chồng mà đi kể lể như vậy à? Lại còn cả cái chuyện cô lại lục nhờ vả xin việc cho tôi khắp nơi nữa. Cô muốn tôi chết vì xấu hổ à? Em... Chị Lệ ơi, nhà chị có chuyện gì mà ồn ào thế ạ? À? Vả lo chạy trường cho con. Vào đấy thì phải học cho tốt đấy nhá. Con không thích làm trường quốc tế. Thằng này. Chắc gì đã được nhận mà cứ nhặng cái cả lên. Nào, dậy đi tắm đi con. Uống nước cam đi rồi đi tắm nào. Sao bảo là chú ý nhận mình là con cháu trong nhà thì phải chắc đến 80-90% rồi chứ. Đấy chẳng qua em chưa biết về mối quan hệ của bố con Tuấn Khang thôi. Hai bố con đấy nói chuyện với nhau chưa chắc được đến câu thứ hai đâu. Mà ở chung một thành phố mà cả năm gặp nhau đúng một lần. Ngày rỗ đây thôi đấy. Thế là chuyến đi của anh hôm nay là công cốc à? Sao anh không kể gì với em? Kể cái gì? Em có cho anh nói gì đâu. Cứ sồn sồn lên. Anh đã bảo không dễ dàng như thế đâu. Thế nghĩa là con không phải học trường quốc tế ha bố mẹ? Uống nước cam đi. Thần sắc nhợt nhạt thế này lại thức trắng đêm đúng không? Tối qua nói với em rồi. Em cứ yên tâm mà ngủ đi. Chuyện thằng Minh có anh lo rồi. Chưa bao giờ anh ấy giận mà lại bỏ ra khỏi nhà như thế. Em vừa lo, vừa bực, ức quá không ngủ được. Đàn ông đôi khi gặp rắc rối trong công việc á, họ chỉ muốn ở một mình thôi. Sau đó đâu là vào đấy mà. Em đừng lo lắng quá. Giờ là thằng Minh nó cũng ba mấy rồi, có phải trẻ trâu đâu mà lo. Cũng gần 40 rồi anh ạ. Tính của anh ấy em hiểu chứ. Em lo cũng chẳng được. Mà không lo thì không biết lấy đâu ra tiền mà sống nữa.